Năm 1773, nhà thám hiểm James Cook là người đầu tiên vòng quanh Nam Cực. Ông và thủy thủ đoàn đã phát hiện ra vùng đất trước đó vẫn còn là một bí ẩn. Mặc dù cuộc thám hiểm này vẫn được coi là lần đầu tiên Nam Cực được chính thức phát hiện, một bản đồ xuất hiện vào năm 1929 đã cho thấy điều ngược lại. Nhà thần học người Đức tên Gustav Adolf Demens đang sắp xếp tài liệu trong Thư viện Hoàng gia tại Istanbul thì tình cơ phát hiện một mảnh da linh dương kỳ lạ. Quan sát kỹ, ông bàng hoàng phát hiện ra nó là một tấm bản đồ, thứ mà ngày nay được biết đến với tên gọi bản đồ Peiris. Kể từ khi được phát hiện, bản đồ Peiris đã thu hút sự chú ý và tạo ra tranh cãi. Những chi tiết về Nam Cực được thể hiện quá cụ thể, trong khi đến tận 300 năm sau, con người mới phát hiện ra nó. Ai là tác giả thực sự đằng sau tấm bản đồ này? Và thậm chí có phải con người đã tạo ra nó hay không? Tấm bản đồ quái gở. Bản đồ được vẽ và ký bởi nhà thám hiểm người Thổ Nhĩ Kỳ Hagi Ahmed Muhyiddin Piri, hay còn được gọi là Peiris, từ năm 1513. Riz là đô đốc hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, rất giàu kinh nghiệm và là một nhà lập bản đồ tài ba. Ông cho biết đã sử dụng 20 bản đồ và biểu đồ khác nhau để xây dựng nên tấm bản đồ này, bao gồm 8 bản đồ từ vương triều Ptolemaic, 4 bản đồ Bồ Đào Nha, 1 bản đồ Ả Rập và 1 bản đồ của Christopher Columbus. Peiris là một biểu đồ tiềm cảng, hay còn gọi là biểu đồ la bàn hoặc biểu đồ đường cung, được sử dụng để điều hướng trong thời kỳ Trung Cổ. Biểu đồ vẽ cụ thể các tuyến đường từ cảng này đến cảng khác bằng cách sử dụng các đường cung bắt nguồn từ một tâm điểm. Peiris cực kỳ chi tiết, nhưng tiếc thay nó đã bị mai một và IFL Science ước tính chỉ còn 1/3 tấm bản đồ còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1517, Peiris trình tấm bản đồ cho Sultan Salim đệ nhất. Tại thời điểm đó, Sultan tin rằng đây là một trong những bản đồ hoàn chỉnh nhất trên thế giới vì nó được tổng hợp từ nhiều biểu đồ khác nhau. Bản đồ Peiris được vẽ trên giấy da linh dương với kích thước khoảng 90x60. Hiện chỉ còn một vài phần bản đồ còn tồn tại đến ngày nay. Nhưng các mảnh ghép cho thấy thế giới mà các nhà thám hiểm nhìn thấy vào năm 1513. Bản đồ miêu tả châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Mặc dù nhiều đường bờ biển có vẻ chính xác, bản đồ vẫn có những giới hạn nhất định. Ví dụ, một số hòn đảo Caribe bị thiếu sót, nhưng hòn đảo thần thoại Antilia bằng cách nào đó lại được đề cập. Kể từ khi được phát hiện, bản đồ này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là sự xuất hiện của một vùng đất mà các nhà nghiên cứu nhanh chóng nhận ra là châu Nam Cực. Nếu những gì được thể hiện trên bản đồ là đúng, thì nhà thám hiểm Peiris đã lập bản đồ châu Nam Cực khoảng 300 năm trước khi nó được phát hiện. Đáng lo ngại hơn, bản đồ còn miêu tả vùng đất vốn ban đầu hoàn toàn không có băng. Năm 2016, cộng đồng mạng trên toàn cầu rộ lên hình ảnh 3 kim tự tháp tương tự như những kim tự tháp nổi tiếng ở Giza, Ai Cập, đang nằm chễm chệ giữa băng tuyết lạnh giá. Có lý do nào những kim tự tháp này là do một nền văn minh cổ đại xây dựng? Một nền văn minh cổ đại mà con người không hề biết. Đã có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của những kim tự tháp này. Một số gợi ý gây tranh cãi hơn cho rằng kim tự tháp là tàn dư của một nền văn minh Atlantis huyền thoại trước đó ở Nam Cực. Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu khác đã đề xuất một lời giải thích liên quan đến địa chất tự nhiên cho các kim tự tháp ở Nam Cực. Các nhà khoa học đề xuất rằng các kim tự tháp có thể là Nunatak, còn gọi là đảo băng. Nunatak là những đỉnh núi nhô ra khỏi băng và cao hơn địa hình xung quanh. Hai trong số các kim tự tháp ở Nam Cực có thể được tìm thấy ở khoảng cách 16 km từ bờ biển. Kim tự tháp thứ ba được cho nằm gần bờ biển. Những phát hiện này gợi ý rằng châu Nam Cực có thể đã có người sinh sống vào một thời điểm nào đó trong vòng 6.000 năm qua, trùng với khoảng thời gian con người bắt đầu xây dựng các kim tự tháp cổ đại. Cuộc tranh luận được khởi đầu bởi tiến sĩ Charles Hapgood khi ông công bố bản đồ Peiris trong cuốn sách Maps of the Ancient Sea Kings vào năm 1965. Tiến sĩ và nhóm sinh viên tại Đại học New Hampshire đã nghiên cứu bản đồ và phát hiện rất nhiều điểm bất thường. Nghiên cứu cũng ủng hộ giả thuyết về sự tồn tại của một nền văn minh cổ đại trên lục địa hiện đã bị bao phủ bởi băng. Nhưng liệu những gì được thể hiện trên tấm bản đồ Peiris có đáng tin cậy? Đi tìm sự thật.
Trên thực tế, bản đồ Paris mô tả châu Nam Cực rất chính xác. Sử dụng các phương pháp thăm dò địa chấn và sonar, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng dưới lớp băng, các bờ biển, dãy núi, cao nguyên trên bản đồ khớp với vùng Queen Mount trên châu Nam Cực. O'Meara, người đứng đầu đoàn thám hiểm Anh, Thụy Điển đến châu Nam Cực, đã viết thư cho tiến sĩ Charles Hapgood và xác nhận rằng bản đồ Paris có thể đã được sao chép từ một bản đồ khác được tạo ra từ thời cổ đại. Trước đó, tiến sĩ Charles Hapgood viết trong Maps of Ancient Sea Kings rằng ông chắc chắn bản đồ này có nguồn gốc cổ xưa vì người tạo ra bản đồ đã sử dụng hình học giản đồ hình cầu, được cho là được phát minh vào thế kỷ 18, mặc dù bản đồ Paris đã xuất hiện từ năm 1513. Theo các tài liệu truyền thống, Nam Cực chỉ vừa được khám phá vào đầu thế kỷ 19 và các học giả vẫn còn tranh luận ai là người đầu tiên phát hiện ra nó. Vì vậy, nếu bản đồ của Paris thực sự miêu tả chính xác lục địa, bất kỳ ai đã tạo ra bản đồ sẽ nắm giữ thông tin mà các nhà thám hiểm hiện đại không có. Đối với một số người, đây là bằng chứng về một nền văn minh tiên tiến đã bị lãng quên, có khả năng lập bản đồ thế giới với độ chi tiết phi thường. Đối với tiến sĩ Hapgood, sự xuất hiện của Nam Cực là dấu hiệu cho thấy bản đồ dựa trên một thứ gì đó cổ hơn bất kỳ bản đồ đã biết nào. Hapgood thậm chí tin rằng nền văn minh đã mất này cũng cần phải nhìn thấy lục địa từ trên không dựa trên các chi tiết xuất hiện trên bản đồ. Đó hẳn phải là một nền văn minh chưa từng được đề cập trong lịch sử, có khả năng điều hướng trên biển và bầu trời. Ông cho rằng nền văn minh tiền sử vừa là chủ nhân của mặt biển, vừa là chủ nhân của bầu trời, dẫn đến các suy đoán về nền văn minh Atlantis hoặc có nguồn gốc ngoài hành tinh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được tìm thấy để chứng minh những giả thuyết như vậy. Những người hoài nghi chỉ ra rằng bản đồ chỉ đơn thuần là bờ biển Nam Mỹ với các đặc điểm tiêu chuẩn trong bản đồ thế kỷ 16. Mặc dù lập luận này có thể loại bỏ sự hiện diện của Nam Cực trên bản đồ của Paris, nhưng các bản đồ kỳ lạ khác đã được tìm thấy cũng có hình ảnh giống hệt với lục địa không bị băng bao phủ mà chỉ có công nghệ vệ tinh thế kỷ 20 mới có thể xác định được. Câu hỏi quan trọng là liệu Nam Cực có phải là lục địa có thể được nhận biết trên bản đồ của Paris hoặc bất kỳ bản đồ kỳ lạ nào khác không? Nếu đúng là như vậy, liệu bản đồ của Paris có thể đã được dựa trên tài liệu của nền văn minh từ tiền sử chưa được chúng ta khám phá? Một nền văn minh có thể sở hữu công nghệ giúp họ tự do di chuyển và lập bản đồ thế giới một cách chính xác. Bất kể nguồn gốc thực sự là gì, thì một điều chắc chắn là tấm bản đồ đã mở ra cuộc tranh luận về cách chúng ta nhìn nhận lịch sử con người, và có thể vào một ngày nào đó, sự thật sẽ được khám phá. Chương trình khám phá bí ẩn hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.